Không quá. Sao bà khó chịu quá à? Khó chịu quá. Bụng thì như cốc chữa vậy đó. Má ngủ một tè nè. Để là bớt phòng mày. Má khỏi uống. Đi đâu vậy? Quán cà phê bắt đầu chọc cái đại ca chửi nè. À chú mới ngủ dậy ông réo như đò nước ngược để chả không kịp qua năm đại ca luôn. Dây miền tay lắng nghe cung đàn, dây miền tay dùng đất phù sa, na ta da ta 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 da. Cái gì cũng chê hết. Đừng dọc chữ nha ba. Nổi nóng rồi đó. À. Đứng nó bận đi, đi đâu vậy? Thử cái đó coi. Đâu cái đó anh bận chắc vừa. Mà tôi sợ chật quá. Cái bụng anh bự bụng tôi. Mà sẽ lạc mà ông bỗng vừa ác lạc thì ông chơi rộng là sao tôi không hiểu luôn á. Cái này rộng quá. Ông bận undershirt nữa bay. Ừ. Thì cái underhood nó vậy thôi à. Không có đương cái nào nó under. Đã nó chặt vậy là sao nó cho qua cái cần cổ của mình. Không có undershirt nào mà bự mà để rộng vô cần cổ mình hết đó ba. Bà hiểu chưa? Động não chú ơi. Mấy thấy là chửi thanh gì nữa. Chửi đâu chửi, ông nội tôi không dám nữa. Đun cơm với bọn cám à. Bụng như cốc chữa vậy á. Cái gì cũng chê hết trơn á. Ồ, này đẹp trai ha. Cái này được. Này được ha. Trời ơi kìa, cái bụng kìa. Ôi, vui cười cái bụng thấy gớm không? Sao bụng bà bự dữ vậy bà? Ừ, phải hả? Nó được. Nó màu mèo, anh không chịu đâu. Em mua có 4 cái đó. 5 cái nhá. Hai cái kia bận rồi. Em thấy cái này mà bận mới đẹp nè, nó làm sao á. Tôi không hiểu luôn á. Cái màu mà hợp vậy đó. Bận không thấy nó già nữa. Lấy giấy hả? Lấy giấy. Lấy giấy gì? Má rớt tùm lum. Cái giấy này ai lấy? Con chưa lấy tờ giấy nào đó ba. Má tờ này mày không lấy ai lấy hả? Tôi lấy tờ này hả? Tờ này của tao nè. Mày lấy một tờ mà mày kéo ra tới ba tờ. Ba tờ đâu? Đó cứ không lụm lên rồi đó. Có một tờ, ba tờ này ai xài rồi nè ba. Ba nổ vừa thôi. Quăng bơm quá. Sáng khát sữa sao nhắn tin tôi vậy? Ôi, chưa lành nữa đây ra. Lành chưa? Ấn đù. Ghê vậy ta? Đại ca về giống như xã hội đen vậy ta. À. Lấy hai cái đi, đưa tiền cái rồi. Giảm giá tặng này càng cái. Bây giờ lấy cái cũng nhiêu đó tiền, mà hai cái cũng nhiêu đó tiền, tao cho mi chọn á.
Nhìn này chảnh lắm, nghèo mà chảnh lắm. Chơi cái áo lên mà được á. Ông thử áo mà tôi nực nãy giờ luôn nè. Tôi ngồi mà tôi nực luôn á. À, áo này thấy bụng nhỏ nè. Đúng không? Áo kia bụng bự nha. Anh đừng có, đã nói tôi nói rồi, anh đừng có bận áo rộng. Cái bụng không, cái bụng mình bự mà bận áo rộng nữa là ông thấy nó bự lắm. Như tôi không, bụng tôi cóc chữa, tôi bận áo vô ông tưởng không đẹp trai hồn nhiên như ông tiên không? Ủa? Cái gì? Ủa, dừng tiền của chồng đó ba. Tiền nội mày sao cái này với cái này nó thông qua luôn ha. Đù với lúa, tôi tưởng có, ừ, tôi tưởng có. Tưởng là cái túi nó chia ra chứ. Không, không, cái túi như vậy đó ba, ta thọt cho ấm ba. Coi tôi tưởng đâu, tôi bỏ 1.000 chồng chứ. 1.000 nội mẹ mày mà bỏ 1.000 chồng. Ba hối mà chạy không kịp luôn. À, hai cái. Ở đâu rồi đây chạy, đâu. Ghê chưa? Giờ lấy cái mày cũng nhiều đó tiền, mà hai cái cũng nhiều đó tiền ha. Ừ, bán này lỗ thấy mẹ luôn á này. Lỗ nhưng mà kể cái đại ca mà như ông nội vậy đó. Lấy hai đó đi. Ừ, hai đó đi. Rồi đem nên thứ này để hợp đem về ba. À, giống như tụi bán đồ dạo vậy đó. Sáng hết đồ tụi đi bán đồ dạo. Dạ. Họ đi mua tem à. Anh chi? Dán này gửi nè, đó nhận luôn cái tên. Đồ tặng tem đi á. Nè, ô cái này. Nó hỏi gì sao? Để tôi lấy cái bánh ăn nè. Phải giờ để tên của số điện thoại Primary Primary Care Clinic Number. Là số của clinic đúng không? Không phải số của mình đúng không? Đúng không? Ừ. Ok, vậy được. Cái clinic number tao, cái chỗ nó tao không biết là nè số mấy. Bệnh viện em anh giống nhau mà nói vậy. 763 nè. Còn mắt kiến không à? Mày. Chủ mẹ 763 này hả, là số điện thoại. Ồ, số gì? Số gì? Số ông có nội mẹ. Số cái này là cái số của gì, của cái clinic, nó có cái số riêng của nó. Ok. Ừ. Mày phải gọi vô hỏi reception á. Ừ. Ừ. Primary care clinic number. Oh, this is not the phone number, see. Ừ. See. Oh, mày thằng này hả, nó thì cái mày chỉ cái phone number đâu có đúng đâu. À, thì tôi nói đâu đúng đâu. Không biết số gì á. Mà hồi nãy ông nội nào nói tôi phone number. Mày chỉ tao cái này, tao nói cái này là phone number chứ mày hả, ghi vô cái này đâu có đúng. Hiểu chưa? Rồi cuối cùng sao? Thì bây giờ mày phải gọi vô hỏi. Anh gọi tôi coi. Anh gần tiếng Anh hơn tôi. Phải ăn uống trước rồi đã. Được, nó gần tiếng Anh thôi, cái phái hay cười. Đâu có, tôi đâu có nói. Thì bây giờ mày gọi vô cái reception, hỏi nó cái ai biết à. Hỏi my name is An Trang, primary tao là gì, đúng không? Ừ, gọi vô cái appointment set nó. Hỏi nó bây giờ cái clinic mày á, cái number là cái gì? Ừ. Như vậy thôi. À, vậy hả? Ủa, hôm qua, để ông lại đây tôi phỏng vấn ông cái vụ này mới được. Hôm qua tôi với nói rồi mẹ nó đi, mày nói cục cục không à. Mẹ mày, tao đang nghe cái vụ mẹ nói một chút không nói một chút. Ủa, anh muốn nghe là anh đang ngồi trước mặt tôi. Trời ơi, trước mặt tôi. Anh đang ngồi trước mặt tôi. Tự nhiên tôi nói anh đứng sau lưng anh thì dễ tôi à. Đâu có, tôi đang làm đồ. Thì bây giờ tôi mới chờ. Mình đừng có nói trước, nói ha, nghe cái im. Để tôi lấy cái bánh, ăn lấy sức chữ nha. Rồi, bánh.
Trời ơi. Khác hết hả? Hả? Ừ. Thế vậy thằng này không làm được con mẹ đổ cho tuần lét đi. Còn mà mày hộp người khác nửa hộp ăn nửa hộp thôi. Ủa sao kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Không có gì kỳ hết á. Sao mạnh như vậy? Ăn của mì á hả, mở nó bao nhiêu độ thôi. Tôi đâu biết đâu, tôi dặn thôi ba, mở tôi dặn vậy à. Mày dặn mày phải check chứ cho ăn cái rồi. Ừ. Thì ông làm luôn, ông phân tâm luôn á. Sáng sớm được có cái bánh thôi mà không được cái gì cả. Không làm được mẹ gì hết á, Michael này là không chỉ có. Ây da. Giờ sao rồi ca? Rồi sao bây giờ bỏ mấy cái kia vô đi. Ôi tôi tắt luôn rồi. Ừ, lấy cái sức nóng mà đủ rồi. Tôi tắt luôn rồi. Giờ tài còn mấy cái nữa, hình này không có cái máy gì ăn luôn á. Thầy có lần nào tôi cũng bị vụ này hết á. Cái lò mình phải coi nhé. Tôi đâu biết đâu mà ai chỉnh lò, anh chỉnh kỳ vậy. Thì nhiều khi đứng cái khác á. Không ấm lâu hơn mà. Ừ. Vậy mà không nghe mùi trời. Nó chưa có mùi. Bây giờ có nè. Tôi mới đem ra mà. Hôm qua tôi cự với người vui lắm. Tôi nói đại ca là mẫu tim đúng không? Ừ. Thay cái van tim đúng không? Ừ. Cái veo cái van này đúng không? Ừ. Là nó thay bằng cái van của con động vật. Ừ. Một là trâu hay là bò, một là heo hay là bò. Ừ. Bác sĩ nói gì đúng không? Ừ. Mà nó không tin. Ai? Cái này tên không nói được. Không nói được thì dẹp mẹ nó đi. Trời ơi, lấy cái đề tài của tao đi tranh luận với người ta. Ừ. Mà lại không nói tên. Bởi vậy, ở trong nhà biết ai không? Biết rồi. Ai? Thì mà béo gì? Không, Quốc Khổ. Quốc Khổ hả? Ừ. Ồ. Quốc Khổ nó cũng làm gì có. Không có. À, cái tôi nói về cá nhiều. Ừ. Cá. Sao không dám, nó nói tao cá với mày á. Nếu mà có về, nếu mà đúng như là đại ca thay cái veo của con heo hoặc con trâu gì đó, con bò gì đó. Nói chung là động vật đi. Là hắn thua con trâu buffet. Đù. Thua cái chắc rồi, nhưng mà sao xác minh được. Sao xác minh ta? Nhưng mà khi mà anh đi bệnh ông, khi mà anh đi bác sĩ, ông nói sao, anh hỏi ông, ông nói lại coi. Ông nói cái này là của animal. Animal là động vật. Rồi sao nữa? Animal. Ông nói là cái này là một là cow hay là pig gì đó. Cow hay pig. Cow là bò, heo. Ông nói ông không biết. Nhưng mà ông for sure cái này là animal. Nhưng mà nó có một cái trang trại nó nuôi. Đó. Ở Minnesota này nè. Trời. Khi nó nuôi cái con heo á, thí dụ như con heo đi, nó nuôi nó còn nhỏ á. Là bắt đầu á là nó lấy cái chin của con người á. Chin là gì? Chin là gì? Cái chin của cái động vật thì á hả, động vật thì nó nói chung bao gồm toàn bộ. Mình người mình cũng là động vật. Hiểu không vậy? Mình cũng là động vật. Nhưng mà động vật nó chia ra động vật như thú vật. Đó, còn mình là người. Thì giữa thú với người cái gen nó khác nhau. Thì nó phải chích cái nó vô để cho nó tạo ra nó. Nó tạo giống như cái để người. Cho khi mình bỏ vô không có reject được. Khi mình gắn vô rồi nếu mà nó reject rồi bỏ mẹ rồi, mổ ra xong xuôi rồi. Reject cái rồi mổ lại nữa. Mổ giết cái là banh mẹ nó rồi còn gì nữa. Đúng rồi. Bây giờ nó phải nghiên cứu trước hết rồi. Là nó nuôi cái con heo nó nuôi từ nhỏ tới lớn tới lúc mà nó khai thác được á. Là bắt đầu nó khai thác. Nó khai thác xong á là để cho, để hoàn bên, để cho khi nào cần á là nó lấy ra phổi nữa. Phổi heo luôn. Còn phổi nữa ta. Ừ.
Tôi nghe nói lâu mà tôi không biết, chứ đại ca mổ đại ca mới biết chứ. Ừ, thì tao mổ tao cũng đâu có biết. Ừ. Bây giờ tao không đâu có biết cái veo này của tao hả, là nó là con sắt hay là bằng cái gì. Bây giờ tao phải hỏi nó. À. Tại tôi nói, tại tôi đi khám bệnh nhiều cái hả, người ta hỏi tôi trong cơ thể tôi có sắt có gì ở chỗ không, tôi không biết. Ừ. À, bây giờ là trước mắt là thẹo thì có rồi à. Nhưng mà ở trong nó hả là cái gì thì mình đéo biết. Rồi không có nợ mình là cười mỉa mai tao này. Đâu dám. Cười coi ngạc hồn. Cười cái đầu mình mới thật. Ừ, con nghe cái chuyện của ba con mới mệt á. Chứ bà đừng ở đó, bà thầm xa làm vô. Con mới mệt với ba đó. Cái bà này chưa là bác sĩ đâu. Đúng rồi, passenger thôi. Ừ. Passenger gì đó gì đó. À, gì đó. Nhưng mà nó là theo bác sĩ. Theo bác sĩ, nó là family medicine. Bây giờ nói học bác sĩ nhiều người ta cũng không chịu. Không chịu học đâu, ra nó lâu quá. Ra lâu tiền nhiều mà hả, khi làm hả cực lắm. Vậy nó vô nó làm này xong một thời gian. Ừ. Năm qua 3 năm bắt đầu nó mới lấy một cái khóa đủ. Ừ. Đủ cái kinh nghiệm nó lấy khóa lên thẳng bác sĩ. Nó không phải nó thi vô nữa. Thì thấy. Ừ. Lấy khóa không chịu thi. Ba động não chút đi. Lấy cái khóa học xong rồi ba phải thi chứ sao không thi. Nhưng mà mày nói lấy khóa là không đúng. Mày phải nói là nó 5 năm lấy kinh nghiệm xong xuôi á thì nó phải vô thi. Thi đậu thì nó mới lên bác sĩ được. Lấy khóa là khóa gì? Khóa ông nội mày, khóa cổ mày có. Cái khóa học bác sĩ với ba. Không, khóa mày nó lấy khóa thôi. Đúng rồi, mày giống như bao giả vậy. Ba đúng rồi. Mày nói chuyện mày chặt bớt không. Ba nói thiệt, ba bớt nhảm chút xíu đi. Cái gì cũng vậy, ba phải nghiên cứu rồi ba mới biết chứ. Ơi, bác sĩ nó học luôn. À. Bây giờ tẻ là học giỏi lắm á, 7-8 năm. Mỹ tôi khang tiếng không, hồi nay tôi chửi với ông rồi đó. Ừ, nó chét nha, kéo ra nha. Ừ. Thôi, giống. Để đại ca thấy nguy hiểm lắm. Rồi bây giờ lấy cái code làm sao phải không? Nói gì? Gọi cái department của clinic á, hỏi nó bây giờ cái code của mày là code cái gì? Code của tao là cái gì? Ừ. Tao ghi vô, tao còn fill vô cái... Fill up location, đúng rồi. Nói là tao muốn uống coke phải không? Soda hay là Sprite đúng không? Để con ba này. Hồi nhớ cho tem nha ba. Sao quốc khổ sao mà tự nhiên mày qua nhà nó hả? Rước bà già về đó. Ồ. Qua đó cái nói đại ca mổ tim bằng gắn cái vai vô bằng con heo hay là con bò gì đó. Ừ. Quá khổ nữa. Làm gì có. Tụi nó giờ cá không? Giờ cá là bởi vì mốt tôi phải chở đại ca qua nói chuyện đó mới được. Chở qua anh bển nói chuyện người tao mổ tao không biết không mày. À. Tao không biết con gì thôi nhưng mà tao là mổ là lấy con động vật đó. Bây giờ mày không tin không? Mày hỏi rồi tao cho mày số vào bác sĩ. Đó. Rồi xong anh nói nó câu là nó thua là mới đầu mấy anh em mình đi ăn rồi đó. Đó, giờ tụi cá hôm qua gân nổi gân mặt mày luôn ba. Có làm dính lâm vậy dơ với ba. Phải cái ăn cái gì sáng rồi đúng không? Không phải nên dính cái này nè, cái này lấy bánh rồi. Tôi mệt ba quá. Tắt rồi mà. Đi ra. Trời ơi, chút xíu chết nữa rồi. Cái tủ có cái bao tay à. Tủ bên kia là sao mày kìa. Ừ. Trời ơi, má nó mở cái tủ mà nó có thấy đâu, nó mở cho có thôi. Đó tôi lấy đồ đủ. Lấy đồ gấp ra. Lấy nguyên miếng ra gấp ra nữa. Trời ơi, Vũ. Cái gì đại ca? Thế là lấy lịch đẹp không? Đẹp quá. Mày có coi đâu mà đẹp. Thôi, bỏ mẹ rồi. Hết con đại ca. Mày không làm được cái gì hết á. Điệp mẹ. Nguyên một hộp tánh đâu mới mà làm khét hết mẹ nó. Vậy mà mày còn lên YouTube nấu đồ ăn. Nấu.
Ủa sao đen dữ vậy ba? Tại cái lò nướng của ba đó ba. Tại vì cái người không biết xài á. Trời ơi, nguyên hộp bánh thì cuối cùng vô bất trang luôn. Ủa tôi tắt lửa rồi mà. Mình tắt không đúng á. Thôi dẹp dục rồi đi, mời tôi mua lò khác đi ba. Lò tôi bảo tôi bật lắm rồi đó. Hộp bánh 5 đồng mấy giờ còn. Bây giờ mày xuống rồi khám bệnh gì? Bả khám tiểu đường. Bả có tiểu đường hả? Hiện tượng tiểu đường á. Hiện tượng thôi. Hiện tượng tiểu đường thì mình kiêng cử chút thôi. Cử ăn chút thôi gì đâu. Đừng ăn cơm nhiều. Bởi vì giờ tôi đâu dám ăn cơm, thấy không? Ngày một ngày tôi là cao lắm chưa tới 2 chén cơm. Cái hiện tượng tiểu đường. Nhưng mà phải có thì... cần mình cái châu Á mình á. Ngày nào cũng phải có tinh bột. Không có cơm không được. Không có tinh bột là cũng không đủ, không có tốt cho sức khỏe luôn. Không, bác sĩ nói mà. Không phải nhiều mà không phải ít, vừa đủ cái độ lượng thôi. Ví dụ anh ăn tướng nhìn bụng bự như ít chứ cũng 4 chén nè. Không, không. 3 chén nè. Tao bây giờ tao ăn có 1 chén à. Rồi mới nói 1 chén có trước theo ba. Cái bụng ba như gì là 4 5 chén là nè. Mày đừng có bôi bát tao mà tối ngày mày cứ nói cái bụng tao hoài. Mẹ bụng tao ta bớt hết đó hả, 5-6kg à, mày còn ở đó bụng tao hoài. Hồi đó bớt 5-6kg mà cái dây phò nó chặt á. Không, hôm qua tôi quên quay phim lại vụ đo ha. Trời ơi, cái bụng cái cốc chữa rồi đặt nói nhỏ hơn tôi. Cái dây phone chạc mình níu rồi luôn nè. Còn có tôi là dương khúc vậy nè. Khúc vậy nè. Mình khúc vậy thôi, mày đừng có nói, mày nói vậy nè. Được. Mày mệt lắm rồi mày. Có mày qua tao mệt. Mày bảo tôi buồn đúng không? Cái gì? Ăn cái gì rồi nè? Có ăn cái gì đâu, cái miếng này với cái này nó dính mà. Lấy lên. Mày tại có thể nó có dính. Ê bay, ba ăn gì bay, ba xạo quá bay. Tôi vậy trễ chút xíu là ba ăn cái gì rồi nè. Không. Bởi vì thấy sáng không có đói, không có gì. Nhìn mặt tươi quá trời luôn. Bữa sáng tao ở tầng đó. Phải không? Sáng ăn nhiều khi ăn mấy cái bánh á, má chờ bụng ăn mấy cái bánh gà nào nó khét mẹ nó hết rồi. Ăn cái gì? Ủa hôm nay mấy cái nè, nãy cũng nhiêu đây nè. Như 8 10 10 cái, 12 cái còn 6 cái à. Rồi tôi cũng đợi hồi khỏi ăn luôn á. Lát đi tao phải return cái chai này. Chai gì ở đâu? Lấy coi coi. Dột hơn thì sẽ không được kỳ vậy. Đâu coi coi. Bà lúa mà đưa đây coi bay. Nó không có cái lỗ ở đây mà sao xịt. Midnight blue blossom. Dột thơm mà không đồ sạch lần sau ba nói chuyện. Nhưng mà vô lý quá vậy. Năm qua ba đi nọt thao quá vậy. Ba đi Victoria đúng không? Ba cũng ấy lắm nha. Cái này nè. Trời ơi, ba lúa dữ gì ba. Ôi trời. Dù bé làm tao mở cái miệng bự tới mẹ. Coi mấy con đó. Ủa kỳ vậy. No, nó thiếu cái nắp này rồi. Nó thiếu cái đầu xịt. Cái này là cái nắp chụp chơi cho vui thôi. Đầu xịt nó trong này nó không có luôn. Không, nó đây nè ba ơi. Mày nữa lại. Nãy rồi chứ mẹ nó khỏi gì thân luôn mà. Không, nó dính này nè. Không phải, không có. Đừng có, anh đừng ấy. Ủa mà nó đâu có đồ xịt đâu ba. Không có cái lỗ. Vì nó làm cái chai nước thơm này hả anh chị? Để ghim xe vậy ba ơi. Hả? Để ghim trong xe vậy á. Không. Chưa có hửi được cái mùi luôn.
Nó có gà nào biết ông nội. Tào lao. Bây giờ tôi chỉ cho nè. 19 đồng hả? Sao rẻ vậy ba? Bây giờ từ lấy cái khoan đi, mình khoan một lỗ đây nè. Khoan vô cái lỗ cái đầu khi mà muốn xớt cái lành nè. Đập đập vậy nè. Không cố nội mẹ ơi. À, ơi, có 7 đồng thôi ba đổi cái quần vậy ba, không cho ba 8 đồng ba. Trời ơi, mua trời thơm 7 đồng muốn đi mua nữa. Không phải tao mua, con ngô môi nó mua, tao đời nào tao đi mua ba cái này. Tao mua là phải mua thứ xịn. À được. Đâu. Này. Này cái con môi nó mua. Nó xài không được, nó kêu tao đi return giùm nó 8 bạc à. Bây giờ lấy cái khoan đi. Khoan nội mày, cái nó của nó mà nó kêu return chứ tội gì mình phải lấy khoan rồi hả. Mệt giờ tới lúc không xong nữa. Ô nè, thấy chưa. Mẹ. Lúa gì mà lúa dữ vậy trời. Tôi không ngờ luôn á. Tao không có. Ủa sao kỳ ta? Nó phải có cái vấn đề gì không được, để tôi coi mới được. Tôi phải giải quyết nó mới được. Đưa đây coi. Có cái búa không? Có cái búa không? Đủ. Đập mẹ nó trời đổi. Ba tiếng vừa thôi. Này nó không có lỗ mà. Tôi đưa cái lỗ vậy đó. Ba. Tôi chỉ ông đó. Ông kiều đâu qua. Để còn có xích rồi. Ông đấy được. Ông cầm xích. Ông đưa, lấy cái giỏi. Kiều nó hứng ra. Bỏ đi như này. Cái này như là cái tôi nghĩ nó mất gì. Cái tay xịt nè. Xịt tô xịt. Mẹ nó. Xịt cái này. Tôi mất cười. Chỗ này không lỗ. Không có lỗ luôn. Tôi tưởng có lỗ chỗ này là tôi biết khui này nè. Mà nó không có lỗ cho khui. Vậy mày nói tao lúa. Tôi lỡn. Tao đâu có lúa đâu. Nhưng mà cái này nó không sâu. Mà sao kỹ ta? Đó. 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 Gì? Như vậy nhưng mà lỗ là mày xịt da. Tao kêu đi qua cái lỗ đi. Rồi, dẹp cho đi. Rồi, một hồi rồi má. Cường cũng đau bụng như ba luôn. Rồi, hết tao nổi. Bà rảnh quá. Không có thời gian đâu. Cái này đi lộn được cái bà luôn. Đi Victoria thấy có coi có sale gì không mua. Hôm qua không mua? Không, hôm qua chưa. Hôm qua nhiêu? Hôm qua 50. À, tôi nói bởi vì ba đi mà không có tôi, ba không có làm được cái gì hết á. Tôi đâu có đi đâu, bà đi với cái con nhỏ nó. Hôm qua không đi hả? Tôi không có đi. Tưởng không đi, nãy giờ tôi chửi ông rồi đó. Không, tôi không đi. Tao đi bảo thôi chứ tao đâu có dám đi rồi mấy với người khác. Á đù, ghê ha. Đó, mua 100 mấy nè. Bảy đồng. 799. Midnight Bloomington nè, 799 nè. Nhưng mà nó trả bằng gì? Credit. Nó trả bằng cái credit. Credit. Visa. Visa. Card Visa. Vậy là nó... trăm đồng, nó có 100 đồng khác Visa. Nó mua tới 102 đồng lận, nó bù thêm 2 đô. Ồ. Em trả nó bây giờ vô hỏi ủa mày chỉ tao cách nào xịt được đi, tao tặng mày chai dầu luôn. Anh nói để hồi tôi vô tôi nói nha. Chỉ cách nào mà mày xịt ra được cái miếng dầu này tao cho mày chai dầu luôn. Tao đã bị lỗi ta. Nghiên cứu đưa mượn ra, tôi bực quá phải mở xịt ra.
À, uống ly cà phê mẹ ăn miếng bánh không xong với bà nữa. Không có cách nào không xịt được chứ, nó thiếu một cái gì rồi, nó thiếu cái nắp chụp trên này nè. Nó chưa có mở. Em biết rồi, nhưng mà khi mà tụi nó làm menu factory á Ừ. là nó thiếu. Hiểu chưa? Chứ không phải là đó. Nó dính hoài vậy ta. Bà đưa ly ba coi. Ở này có sữa. À, Có thấy miếng sữa nó chảy. không? Phải không? Tôi tưởng bà ăn gì bà chết với tôi á. Có chơi dòng thơm không? Năm sáu một số của anh cũng được giống nhau mà, gọi nó hỏi nó tại tiếng Anh anh rành hơn tôi, mấy không nói mày làm biến thì nói mẹ nó đi. anh giỏi hơn, tôi nói anh giỏi hơn, anh là đại ca tôi mà. Nè ăn như vậy còn miếng nè, ăn giọng đi cho nó xong cho rồi tôi giục con bê. Không ai mà nướng bánh nha ông, nói thiệt á, nướng bánh là thấy ông phái rồi đó. Dạ không. Ôi lạc bà. Cái muỗng của mày như vậy khó mày cái bây giờ muỗng của mày á tôi làm có muỗng không muỗng sao mày 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 quậy cà phê mày anh quậy sẵn mà không để ở chổng mà. Ồ vậy hả? Ừ. Tôi cũng nhớ tao pha mà mày nhớ gì. tôi cũng đau đến chữ vậy cái cũng để đó nữa. ông giống giống Hitler quá, thì mình để đâu để gì cũng được vậy. Thì mày sẵn mày đi mày dẹp mẹ nó đi đủ quá để đẩy lấn chiếm nè, giờ tao lấn chiếm. Can you say good morning, sir? My name is Ann Chong. Today I just calling regarding about the clinic, not Memorial Clinic, the location at 85th and Edinburgh. So the primary care clinic number is what number? Do you know? You dialed the right number. You got to Brooklyn Park in Edinburgh Parkway. Uh huh. No, I would like to set the appointment for my lab, but right now I just want a few of my paperwork. So can you check it out for me? The clinic number is what number? The clinic number? You're filling out your insurance stuff? Yeah, yeah. Oh, okay. They want our clinic number. It's 181-192. 182 That's it. 3097.
0897. You đọc lại. That's right. So I repeat one time for you. 1-8-1-1-9-2-3-0-9-7, right? That's right. Yeah, that one is the clinic number. Yeah. Yeah, it's too long, huh? 1-8-1-1-9-2-2-0-9-7, right? 3-0-9-7. Yeah. But yes, that's the number. Yeah, okay. But I remember one time I call in and then they give me the number, only 3 digits. Right three now? Digits? Yeah, right now this one is seven digits. So. Oh, that's 10. Yeah, it's the MPI number. Oh. 10 of them. Yeah. Okay. All right, so right now so I would like to set the appointment for my lab. You able to set up for me? October 16, 56. For my lab work. And you're on Google Avenue? Yes, correct. What kind of lab work is the doctor? For the liver function. Sorry? Liver function test. Dr. Pinkelman, I did that every month in non-memorial clinic. Mm-hmm. So this one is, they call the lab for my... Yeah, I mean, that's what we have to order in. The Dr. Pinkelman. Standing order, yep. I'm just checking for it, and I see it now. Uh-huh. When do you want to come to the lab? Where are you able to let me get in? Do you want to come today? Sure. What time? Okay. It's up to you. You tell me. What time? It's up to you. Yeah. Probably 2 o'clock. Is that okay? Okay. 1 second. Uh-huh. Alright, so I'm gonna be there on time, okay? Okay, good. Alright. Thanks for calling. Have a great day. You too. Bye-bye. Thanks, bye. Oh, nice. Thank you for taking the time to complete our survey today. At North Memorial Health, we strive to provide unmatched customer service. During your call today, did you receive unmatched customer service from our team? Please dial 1 for yes or 2 for no. At North Memorial Health, we are always striving to improve our service to you, our valued customer, on a scale of 1 through 5, with 1 being the least satisfied and 5. Thank you for taking the time to complete our survey today. At this time, you may select 1 to end the call or press 2 to leave a detailed voice message regarding your call experience today. Thank you for calling North Memorial Health. Rồi, cái này. No, đó là chuyện khác. No, quá tập. Cái này cái gì? Relationship at the top of list for the total time. Rồi, xong rồi, hai đứa cái tên này. Hai con ba. Sao mẹ em lan cái gì con có thể gọi hai con? Hai lá thơ mình thì gửi con làm sao? Xé làm đôi hả? Hai cái nhưng mà cái tiền mail đó mà. Lâu lâu xin hai con tay mà nó tham lam ba. Tao tưởng nó mày. Hai mới sinh hai lại sinh con gián đít à? Để lên dán con tem mà cũng chậm nữa. Ủa ông giật tiền ông dán tem mà ông giật tiền sao? Thử ra ông bỏ 50 đồng ông giật lại tôi không phải mai cò á. Nói nghe tôi ghét. Tôi điên. Điên này bởi vì tôi dán tem tôi đâu có điên mà làm gì gấp gáp. Yeah.
Tháng tháng em đâu phải 50 đồng đâu rồi gấp gáp. Tưởng khoảng 50 đồng rồi đúng không? Giật thì tôi đạp cái chuối nhổ đi. Tôi lại tôi giật tiền đi á. Mình đạp. Ôi nghe thấy ông ưa rồi. Đại ca nói là ông phá rồi đó. Ủa sao tới 10 số chưa ta? 2, 4, 6, 8, 10. Có lộn không? Tôi đâu có biết đâu. Thì gọi nó bây giờ nó nói vậy đó. 1, 8 hình như nãy nó 1X1, 9 không rồi không có số 1 nữa đâu. Thôi kệ bà này. Để nó tự tìm hiểu đi. Ok. Rồi thêm cái này rồi coi. Tôi gọi lại hả? Vì mình nhìn 181 chỉ nhiều số nữa. Thank you for calling North Memorial Health. Shit. If this is a medical emergency, please hang up and dial 911. Please listen to the following options as they have recently changed. If you would like to schedule an appointment, please press 1. If you are a pharmacy or a medical facility needing to speak with one of our locations, please press 2. If you are a physician needing to speak with one of our providers, please press 3. For all other calls, please remain on the line and an agent will be with you as soon as possible. North Memorial Health now offers an opportunity to provide feedback. Cũng gặp lại con mẹ nữa. Khác. Hai ba đứa lận, đâu phải một đứa đâu ba. Thôi vậy. Cũng đứa này. Thế coi. Thì nó mơ thì bèo làm con đứa vậy ba, phải hai ba đứa mới được chứ. Mình tới một lần sao sao không là cũng như cái này. Thì em nhưng mà hai ba cái reception lận. Bây giờ anh nghe tiếng người cái con nhỏ đó thì tắt. Qua nhỏ khác. Vậy cũng không biết nữa ba. Can you give me the private clinic? Mày gọi đi. Mày nói đi. Please hang up and dial 911. Please listen to the following options as they have recently changed. If you are a pharmacy or a medical facility needing to speak with one of our locations, please press 2. If you are a physician needing to speak with one of our providers, please press 3. Feedback regarding your experience today. Would you like to take part in a 1-2 question survey after your phone call? Please dial 1 to accept or 2 to decline. Decline. Tự nhiên sao về vậy bác? Bác rảnh. Má mới gọi sao gọi không được ta. Đi má. Đang gọi bảo hiểm. North Memorial, this is Shelley. Can I help you? Hi. My name is Michael Nguyễn. I fill our application. I want to know the private memory care clinic number. They don't take incoming calls. What did you need done? You know, like the form from the healthcare. They need my primary care number, clinic number. That would be the number you just called. Not the phone number. The you know, kind of like a 10-digit number from like. I don't know what that is. Call it a primary care number. Yeah. You know, I go clinic North Memorial. They need the not the phone number, the clinic number for the. Okay. Again, I don't know what that is. I don't know what you're referring to. Sorry.
Okay, thanks. Hi. Kêu vậy? Nó nói là cái number nãy nó cho đó, cái con này là cái con nãy đó. Mày đang làm chim bao. Sao nó không biết? Nó nói cái number là cái number, tại vì cái phone này phone tao. Nó gọi vô, nó coi coi lại thì nó biết là tao gọi nữa. Nhưng mà người khác nói thôi. Bây giờ nó nói là nó không biết cái number, cái này number nó cho mình rồi. Phải không? Ừ. Sao nó không nói cho rồi? Tôi lấy phone tôi. Đó, bây giờ mày khoan cái dán đi. Khoan. Một hồi nữa ông chạy ra đằng lấy máu, ông lấy số cho tôi. Ừ. Dắt cứu luôn, khỏi gọi nó mệt rồi, nãy giờ sao không động não chút đi trời. Cái thằng reception này nhiều khi nó không biết. Không biết. Bây giờ anh giữ này cho tôi. Trời mẹ, tiền kêu tao giữ với lũ má ba cái giấy tờ này kêu tao giữ đi. Mẹ này giấy tờ mày mày giữ với chợ mày kêu tao giữ rồi mắt thì sao? Tiền mày kêu tao giữ thì ok. Ừ, cái mày... này mà mất cái mỏ không máu luôn, phải mày còn luôn. Tự giữ đi mẹ, trời ơi dám kêu tao giữ nữa. Tức là không phải dám, tôi tin tưởng đại ca, thấy không, đại ca như ông nội vậy đó. Không, mày lấy cái tờ xét này nè để tao giữ rồi mà có không được nữa. Tên mày mà tên thui rồi, tôi tặng ba luôn đó. Ba muốn cho ba lấy đi, tiền của tôi là nhỏ không gì đó, tên mới là quan trọng. Vô mấy ngày mới uống mày, mới uống vô bỏ xuống rồi mày ở đó cũng uống trà cũng cũng có cần đếm 1, 2, 3 vô không? Tôi nói là qua anh trước đi, chi vô miếng này ba, rảnh nè cũng 1, 2, 3 vô, tôi không rảnh chuyện đó đâu ba. Ừ. Ba về phải tào lao mấy chuyện đó chứ tôi không có rảnh đâu, 1, 2, 3 mà vô dép nhẫm. Lát từ 1 giờ. Ủa, nãy bà già mất kêu làm gì tôi quên mất anh trời. À, bây giờ mày lẫn rồi. Tôi đang chú tâm vô vụ. Không, không có chú tâm mẹ vậy đó. Con người á, nó bị hơi lẫn là nó vậy á. Ý nó được tẩn nè. Ừ. Bận quá đó. Qua đây như điện thoại bị bận, kêu lấy gì ta? Có biết đâu, mày nghe, tao đâu nghe đâu, mày mở speaker tao nghe chứ, còn cái này mày lỗ lỗ tai tao đâu có biết. Mày nhớ lại đi, một chút là mày nhớ à. Mày đâu có già lấy nổi đâu, nó lụm cụm đâu mà. Ủa không phải hả? Không. Ơi mệt quá, chuyện được ra tôi mệt quá. 1:20 xong rồi. Ba giấy tờ cắt gói con thiệt á. Excuse me. 1:13. 1:12. Tại tôi có hai con tem mà, ý con tem tôi dán này rồi, hết rồi. Hồi mua tem nha, nhớ nhắc tôi nha. Mua 2 bút xì tem đi. Nhớ hồi đó tôi cho tem ông nhiều lắm, nhớ không? Cho đâu? Dám thề tôi cho cả bút tem mà nói vậy? Không. Nó mua tem tôi giác cái cặp đó tôi cho rõ ràng, ba mới là động não chút đi đó. Không có lấy mày nè. Tao hả đâu có dán tem nhiều đâu. Dán tem rồi lúc ngồi đây tao hết tem rồi. Tôi mới đi, tôi nhẹ dạ đau lòng tôi cho một bút tem luôn. Không phải một bút mà còn tôi dán 5-6 con rồi. Tôi cho là mấy tháng trước á, lâu lắm rồi. Lúc mà chưa mổ tim đó. Mấy tháng trước giờ lâu lắm rồi, lúc mà chưa mổ tim. Mà tôi có cho. Có không? Tôi cho tôi phải mai cầu luôn, nó có nó có, không giờ nó dốc. Có gì đâu. Bây giờ mà làm như tôi nó dốc vậy. Nổi máu à. Lúc đó tôi nhiều tem lắm, hiểu không? Tôi dư. Giờ thiếu. Alo. Hello. Cũng có anh ba mà. Một em sáu. Ủa giờ thấy không? Gọi khai thuế nữa chứ. Ủa ông xét được không anh khai thuế chưa vậy? Chưa. Xét không? Tháng 2 đi. Ừ.
xét của ông đi. Tôi phái bà. Ủa tháng mấy bà về? Mấy tay? 8 tay. Bà bé hả? Cái mớ bạc cho ba hết tiền, ba nghèo quá này, không có tiền xài luôn. Cà phê không có uống luôn. Ủa bà bé đâu ta? Beth. Quên nữa, không hẹn là không có luôn ha. Đúng không? Beth, Beth. Bà bé bà phái rồi đó bà. Ủa kỳ vậy ta?